thanh lý hàng siêu sốc luôn các bác ơi, thanh lý siêu sốc giá cực kỳ rẻ luôn. Về lô những loa bãi Nhật này giá lại quá mềm luôn rồi. Và ngày hôm nay em lại tiếp tục lên lại thanh lý xả hàng cho bác những cái dòng sản phẩm giá cực kỳ rẻ. Đợt này nhà em thì về kho rất là nhiều hàng hóa cũng như là muốn thanh lý cho bác một vài dòng sản phẩm đi. Đấy, một vài dòng sản phẩm nó hơi chật kho mà bên em chỉ có 1-2 cặp thôi, thành ra là cũng muốn bán đi cho bác để các bác lấy lộc và cũng như là lấy may, cũng như là để các bác nào chưa có điều kiện tài chính có thể mua được với giá rẻ các bác nhá. Đấy các bác ơi, những cái cặp loa KI512 này hôm trước em về rất nhiều mà hôm nay còn có 2 cặp thôi các bác ạ. Đấy, riêng ngày hôm qua là em bán riêng ngày hôm qua đã đến 6 cặp loa KI rồi. Thế nên các bác ạ, những cái dòng KI512 này thì rất là hot, để tí nữa em giới thiệu đến cho các bác. Nhưng mà vào đầu cái video này thì em muốn thanh lý cho bác là những cái dòng sản phẩm giá cực kỳ rẻ. Đầu tiên là một đôi loa chép. Đấy, một đôi loa chép này bác nào hiện tại những cái dòng loa chép của K12 bây giờ em không còn đấy các bác ơi. Đấy, ở đây thì còn đúng một cặp thôi. K12 này rất là đẹp và tiếng chép của nó rất là hay và sáng. Giá hiện tại bây giờ một cặp này em đang để có 500.000 thôi. Anh em và các bác nào thích chơi thì có thể liên hệ ngay nhá. Một cặp duy nhất thôi. Bác nào lấy thì liên hệ sớm cho em đúng không ạ? Bên cạnh đây thì em đang muốn thanh lý cho các bác là một đôi loa BMB. BMB dòng này thì em không nhớ tên quá bởi vì là con này khá là cũ và lâu rồi. Con này là BMB CS450VMK2. Đấy, công suất là 450W Japan các bác nhá. Đấy, dòng này rất cũ rồi, rất là cũ rồi. Con này thì em sẽ lên thanh lý cho bác thôi. Các bác về làm loa lời, liếc các thứ linh tinh thì cũng khá là ok. Bác nào lấy con này thì em sẽ để cho bác là 950 nhá. 950 một đôi loa BMB Bass 25. Nhưng mà dòng này thì nó một con bên dưới nó mất cái logo rồi và nó hơi bị rỉ rồi và thùng vách của nó thì cũng cũ rồi. Bác nào mà lấy cần thiết thì có thể là liên hệ ngay cho em nhá. 950 rất là rẻ thôi, được không ạ? Đấy, đợt này thì em về một lô loa Pioneer F1000Q dòng bãi chuẩn xịn của Nhật Bản các bác ơi. Về lô này thì phải nói thực sự là em thấy đánh giá rất là đẹp. Đấy, những cái dòng sản phẩm như Pioneer F1000Q này nó rất là đẹp luôn. Từ thùng vách cho tới là vỏ viết các thứ kia, các bác nhìn mặt sàng sau nhá. Model F1000Q. Đấy, công suất của nó là 250W là công suất rating nha các bác nhá. Và công suất power của nó lên 300 đến 700W cho hai loa. Đấy, dòng của Japan, Nhật Bản. Đây, các bác nhá. Dòng này thì là một bát 30 này, hai chép này và một chung này. Đấy, bát 30, hai chép và một chung tần. Dòng này các bác vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke rất là thoải mái. Các bác hoàn toàn có thể là phối ghép với cả âm ly này, đúng không ạ? Các bác phối ghép với đẩy này. Đấy, thoải mái luôn, kể cả đẩy liền vang. Những cái dòng âm ly như 203N hay là những cái dòng Pioneer đời nông, đời cổ, các bác hoàn toàn có thể ghép được hết nhá. Đấy, rất là dễ dàng để các bác phối ghép thôi. Và những cái dòng này thì hiện tại bên em đang để giá rất rẻ cho bác, chỉ có 3.500.000 thôi các bác nhá. Cực kỳ là rẻ luôn rồi. Tầm trước thì các bác không thể mua được những dòng sản phẩm này với mức giá rẻ như thế mà đẹp như thế này đâu. Ngày trước các bác phải mua với tầm khoảng 3.800.000 đến 4.500.000 mới mua được những dòng sản phẩm như này. Còn bây giờ các bác có thể thấy được ngay là giá bây giờ nó cũng đang rất là mềm rồi, cũng không phải là quá cao để các bác khó mua nữa. Và hiện nay thì bên em về được số lượng, thành ra là giá cũng tương đối là rẻ cho bác rồi. Thế nên anh em nào đang muốn mua những cặp loa Pioneer như thế này phải sớm liên hệ ngay cho em nha, giá quá mềm luôn rồi các bác ạ. Bên cạnh đấy thì đợt này em còn một cặp, có một cặp loa RCF, dòng sản phẩm xịn, RCF vỏ cong đấy các bác ơi. Rất nhiều hôm trước anh em hỏi luôn nhưng mà em không còn hàng. Ở đây thì ngày hôm nay em còn một cặp, cặp này thì cái này là bụi thôi, em tưởng là xước, còn bụi thôi nhá. Pro Sound in ở cạnh nha các bác. Đấy, còn một cặp đẹp như này và long lanh như này, bác nào lấy một cặp này là 4.800.000 đồng nhá. Thôi, ở video clip lần này bác nào lấy thì em sẽ giảm thêm cho các bác 100 nữa, còn 4.700.000 một cặp loa RCF vỏ cong. Dòng này phải nói thực sự với các bác, chất âm của nó thì rất là căng luôn, tiếng bass rất là sâu, mạnh mẽ và uy lực. Dòng này mạnh, bass rất là mạnh luôn và tép cực kỳ là sáng luôn, họng kèn của nó rất là to, chép 450 nhá các bác nhá. Dòng này là dòng bát 30 côn 76, được chưa ạ? Dòng này là bát 30 côn 76, các bác hoàn toàn về yên tâm, có thể là mở hàng test âm thanh thoải mái luôn. Đấy, dòng này thì chơi bời karaoke nghe nhạc thì rất là sướng luôn rồi. Em còn một cặp thôi các bác nhá. Đấy, dòng Processional này. Đấy, EMAC 3112. Cái dòng này thì rất là hay rồi, rất là chất rồi. Anh em nào thích chơi dòng này thì hoàn toàn có thể liên hệ ngay cho em, được không ạ? Giá một cặp là 4.800.000, giảm thêm cho bác 100.000 nếu còn 4.700.000. Anh em thích thì phải sớm liên hệ ngay nhá, chỉ còn một cặp duy nhất thôi. Dòng này mà không hay thì em không lấy tiền đâu ạ. Nếu bác cảm thấy không hay em trả lại tiền cho các bác nhá. Đấy, dòng sản phẩm này thì cam kết hàng họ thì nguyên zin nguyên bản của Italy. Dòng bãi Italy mà các bác, bãi Italy hàng xịn chuẩn luôn. Anh em chơi dòng này thì cực kỳ là hay và rất là chất luôn. Anh em đừng bỏ qua dòng sản phẩm này nhá. Em còn một cặp thôi, không có nhiều. Thỉnh thoảng các bác có mới thấy em lên dòng sản phẩm này chứ không phải là ngày nào em lên đâu. Bởi vì lâu lâu thì em mới có một cặp để thanh lý xả hàng giá rẻ cho các bác. Thế nên là những anh em các bác nào mà muốn chơi những dòng sản phẩm này nhá thì phải sớm liên hệ ngay, bởi vì là nó không còn hàng các bác nhá. Đấy, ok, 4.700.000 đồng, giá cực kỳ mềm, một bát 30, một chép kèn, được chưa các bác?
Đấy, bên cạnh đây thì em có dòng sản phẩm và chất lượng. Đấy, cực kỳ chất lượng của JBKI512 này. Nhưng mà trước đó thì em có cặp BMB này. BMB cặp này thì đẹp hơn. Đấy, cặp này đẹp long lanh hơn BMB 880SE. Cặp này thì đang là giá 2,5 triệu nha các bác nhé. 2,5 triệu một cặp. Con này làm loa lời rất là hay. Bass 25 làm loa lời thì cực kỳ là sướng luôn rồi. Các bác làm loa chính cũng được. Dòng này thì sản xuất tại China rồi các bác nhé. Dòng này sản xuất tại China rồi. Khai thật với các bác luôn. Dòng này đã sản xuất tại China và không còn hàng ở Nhật. Dòng 880SE này. Anh em nào thích chơi những dòng này mà chất lượng âm thanh của nó cũng rất là tuyệt vời, các bác hoàn toàn làm loa lời được. Cái loa chính cũng ok, nhưng mà theo em đánh giá làm loa lời ghép với những đôi loa full thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Làm tiếng lời, tiếng lời nó sẽ mềm hơn. Dòng này thì tiếng bass nó mềm, lợi tiếng lời nữa các bác nhá. Rất phù hợp anh em về chơi âm thanh mà về kết hợp hoặc là các bác chưa có âm thanh thì chơi làm loa chính cũng rất hợp lý nhá. Đây các bác ơi, KI512. Đấy, một trong những cái dòng sản phẩm gọi là em rất là yêu thích về dòng sản phẩm này. Bass sâu, chép sáng, được chưa? Và đặc biệt hơn nữa, dòng này phải nói thực sự với các bác luôn là nó đẹp. Nó đẹp từ ngoài vào trong, từ nội thất cho tới hình thể các bác ơi. Dòng này nhìn rất là sang luôn các bác. Đây các bác nhìn thấy được ngay là JBL, logo có thể phát sáng được nhá. Và đây là dòng loa của Mỹ, hàng xịn. Em đã bóc e căng ra rồi đây này. Các bác nhìn thử xem là biết này. Đấy, các bác nhìn thử xem. Đây là tất cả của nó đều là ốc lục giác 100% nhá. Ốc lục giác chuẩn luôn. Logo tem mác đầy đủ ở trên, ngay ở trên củ bát này. Đấy, số series ngay trên củ bát. Ở bên trong nhĩ loa, các bác nhìn thấy ở bên trong kia nó cũng có một dãy số series nhá. Đấy, trên mọi thứ từ củ bát, củ chép, củ bát, củ chung đều có số series hết. Và ở trong cái nhĩ loa thì các bác có thể nhìn thấy là ở trong màng loa này nó có số series đầy đủ hết luôn. Đây em đã tháo dây ra rồi nhá. Đó, và đặc biệt hơn nữa bên trong bông tiêu âm các bác hoàn toàn có thể nhìn thấy được. Bông tiêu âm rất là dày dặn luôn đấy các bác. Bông tiêu âm cực kỳ là dày dặn luôn. Đó, và phân tần rất là to các bác nhé. Phân tần rất là to, phải bằng bàn tay luôn, nhìn rất là to luôn các bác nhìn bằng bàn tay luôn. Đó, và đầy đủ tụ trở Phoenix Zotec, được chưa ạ? Đó, và có cả logo phát sáng ở công tắc bật tắt đèn ở đây này. Các bác nhìn này, công tắc bật tắt đèn. Để bật tắt cái công tắc đèn đây. Đó, đây các bác. Logo này, nó có dây điện ra đây. Dây điện ra để chúng ta có thể bật tắt đèn được. Đấy, con này thì là chép từ neo các bác nhé. Chép kèn từ neodymium thì nên là nó sẽ âm thanh nó sẽ cho sáng hơn, âm thanh sáng hơn, và đặc biệt có cả giải lời này nữa, trung tần hỗ trợ tiếng lời các bác hát karaoke hay nghe nhạc cực kỳ là phê luôn các bác nhé. Giá bây giờ đang là 5,5 triệu và em đang khuyến mãi từ nay đến hết ngày chủ nhật là giá chỉ còn 5,3 triệu thôi. Đấy, các bác và anh em mà nhanh tay chốt đơn ngay thì sẽ có mức giá tốt, còn chậm tay thì không còn giá tốt như này đâu các bác nhé. Giá hiện tại đã rất là rẻ rồi, thế nên anh em và các bác nào đang muốn mua những cặp KI512 bãi xịn của USA, các bác. Bãi xịn của Mỹ đây các bác nhé. Bãi xịn của Mỹ made in USA thì phải sớm liên hệ ngay với bên em được không ạ? Đó, ok. Các bác hoàn toàn có thể là phối ghép những cái cục loa JB này với những cục súp trầm của JBL, đặc biệt là súp trầm JBL Passion. Thì em đánh giá đây là một trong những combo mà rất nhiều anh em đã mua và đã sử dụng rồi. Bởi vì dòng sản phẩm là JBL tiếng bass của nó không quá uy lực các bác nhá. Dòng này thì nó thiên về tiếng lời và tiếng tép, nó rất hay luôn. Đấy, nhưng mà tiếng bass của nó thì lại hơi yếu hơn một chút. Thành ra là chúng ta ghép với một cục súp JBL thì nó lại là quá đẳng cấp và rất là hay luôn, rất là phù hợp luôn các bác ạ. Đấy, súp JBL này thì nó có được cái là chất âm hay này, tiếng bass rất là sâu này, uy lực này, và cái giải tần của nó đáp ứng xuống khoảng 35 hertz luôn các bác ạ. Đấy, và đặc biệt hơn nữa dòng này là dòng nguồn xuyến đồng nha các bác. Vì thế nên là cái dòng này nó rất bền. Đấy, áp lực đánh nó rất là căng. Đấy, nguồn xuyến đồng. Đặc biệt hơn nữa là dòng này nó rất là bền các bác ạ. Đánh rất là hay. Tiếng bass sâu cực kỳ luôn. Đó. Và hiện tại bây giờ một cục này bây giờ em đang bán, nếu mà để bán thì giá là 3,5 triệu các bác nhá. Các bác hoàn toàn có thể phối ghép với những cục loa JB kia thì nó rất là hợp lý luôn. Giá phải chăng, chất lượng âm thanh hay mà cực kỳ tốt các bác nhá. Và bên em cũng đang phối ghép những cái cấu hình karaoke giá bình dân khoảng tầm 11 triệu để các bác có thể là thăm hỏi đây. Đấy, những cặp dàn sản phẩm trị giá loanh quanh khoảng 11 triệu. Đó, các bác hoàn toàn có thể là tham khảo ngay những bộ cấu hình karaoke đẩy vang mic. Đấy, loa liếc các thứ đầy đủ hết các bác nhé. Đó, và những bộ cấu hình karaoke rất là ngon như này. Và đặc biệt những cái cặp loa Sequin Vega bên em vẫn đang để giá tốt 3,9 triệu cho các bác, được chưa ạ? Còn bây giờ thì có lẽ là bên em xin tạm dừng video clip tại đây. Anh em các bác nào đang quan tâm đến bất kể sản phẩm nào phải liên hệ sớm cho em nhé. Những cặp KI512 thì sắp hết rồi, còn 2 cặp thôi. Còn bây giờ xin chào.